Đây đi làm tới rồi. Giờ sáng nay đi là 7 giờ, tới đây là 8 giờ kém rồi. Giờ xa hơn tí các bạn ơi. Từ anh em chúng tôi là khổ quá. Thì ông này nó già quá, nó quay không nổi các bạn ơi. Thì thông cảm cho nó nha. Giờ tối nó nhiều rồi, bây giờ tôi nhìn vẫn còn tre nha. Giống thân nhẹn thôi nè. Thì mấy người này còn trẻ này, không quay máy này, cho ông già nó quay sao nổi được. Để cố gắng nha. Đây thì nước này khô hết rồi, còn ít như thế này rồi. Đó. Khi cái mượn đây nè. Nhỏ xíu này.
Đây mấy cánh đồng đây chưa cày đâu nha. Cái này chưa cày đâu các bạn ơi. Tại vì nước không có đâu mà.